Trong suy nghĩ của nhiều người, Hoa Di luôn là những cô nàng cute, ăn mặc thời thượng. Vì đã quá quen với việc Hoa Di sinh ra cùng gương mặt trang điểm kỹ càng nên nếu chẳng may các cô nàng ấy lỡ để lộ nhan sắc thật, tình trạng dở mộng rất dễ xảy ra. Đây là chuyện chẳng ai mong muốn nên trừ khi gặp gỡ sự cố như tắt nhầm filter hay bị trục lén thì chắc chẳng Hoa Di nào có ý muốn tiết lộ mặt thật của mình đâu. Thế nhưng thế hệ đây, một Hoa Di có tên Trung Đình đã mạnh dạn tung hẳn hẳn mặt một lên mạng. Trung Đình sở hữu hơn 3 triệu lượt follow trên trang cá nhân. Được biết, Trung Đình vốn là Hoa Di cực nổi tiếng trên với gần 3 triệu lượt follow. Cô nàng sinh năm 1998, đến từ thị trấn Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô nàng tốt nghiệp Đại học Công nghệ và Thương mại Trùng Khánh. Bằng nhan sắc cũng như sự sáng tạo của mình, Trung Đình soàn đăng tải những clip vui lên và đã được đón nhận nồng nhiệt. Giữa lúc nổi đình đám, Trung Đình bị nhiều anti-fan tố từng phẫu thuật thẩm mỹ. Và cách đáp trả của cô nàng chính là tự tin đăng ảnh mặt một của mình lên. Ban đầu, mặt một của nàng Hoa Di cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, trong cô nàng lúc bình soạn thu xa ảnh selfie xịn đã qua chỉnh sửa. Nhan sắc thật của Trung Đình để lộ khuyết điểm làn da xỉn màu, sóng mũi hơn to và đôi mắt cũng thiếu sức sống. Một số fan cũng đã quyết định unfollow cô nàng ngay và luôn. Trung Đình tự tin qua ảnh mặt một gây ra tranh cãi không nhỏ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là những comment ủng hộ Trung Đình lại vượt trội hơn cả. Mọi người đồng ý với ý kiến rằng mặt một của Trung Đình trông có khác ảnh thật nhưng nó vẫn ở trong tầm có thể chấp nhận được. Hơn nữa, dù là mặt một nhợt nhạt, nhìn Trung Đình vẫn rất xinh và thu hút. Hơn nữa, sự dũng cảm của cô nàng không phải ai cũng có. Vậy còn gamer thủ nghĩ sao về mặt một của cô nàng Hoa Di 21 tuổi này?